Chìm đắm muôn cảnh sắc, núi ngọc mỹ nhân, sương khói chốn Bồng Lai. Rừng Cúc Phương cổ tích giữa trần ai, đến Tam Cốc, Nam Thiên đệ nhị động.
Cửa thần phù mơ mộng bóng thuyền trôi, những con đê cỏ mọc bồi hồi. Vắng câu thơ Hồ Xuân Hương qua đèo Ba Dội, chùa bái đính cửa Phật thiền vời vợi. Nhà thờ đá phát diệm một kiến trúc tôn nghiêm. Về sông Vân răng những cánh lụa mềm, trải chiếu kim sơn lại thấy nồng men rượu. Giữa đền dâu ngân nga bao giai điệu, tất thoáng đâu đây bóng cờ lau xưa. Đàn dê núi chạy tung tăng gió lùa, giữa mây trời ngỡ như đang bay lượn. Cứ dùng rằng trong thực mơ lẫn trộn, ta nhìn mê như tỉnh lại như say. Mây trời hoan ca sao diệu bay núi, chủ niệm núi thoáng sương mơ.
nơi biển, con sông bao năm âu yếm vô vào bờ. Ai có đi xa đến tận cùng trời, hằng đêm vẫn nhớ
linh thiêng bài đình như mênh mông cõi chân. Về đây về chốn nữ hoa nữ kinh đô cổ kinh dấu xưa ngàn đời. Thắm đèn đinh tam cốc minh đồng con đò chiều đưa ta đến trường yên lung linh sông nước. Ai ơi về chốn xưa nơi vua cha lập đô dựng nước, non nước Tràng An khiến bao người đắm say đưa ta qua bản đình uy nghiêm cầu mong an phúc A-di-đà. Ai ơi về chốn xưa dừng bước có đó trong lòng bao sao xuyên quyền bí cổ xưa nơi chốn bồng lai lắng xa tiếng nói kinh cầu hòa trong thanh vang đất trời. Chiếc áo quê hương dáng thước tha, non sông gấm vóc mở đôi tà, tơ lụa điểm tô trang tuyệt sắc, gấm nhung trình diễn nét anh hoa. Bộ sưu tập thời trang gương sắc cố đô của nhà thiết kế Việt Hùng sử dụng chất liệu truyền thống để tạo ra những chiếc áo dài thời trang mang hoa văn cách điệu gốm sứ cổ xưa của Tràng An. Chất lụa xưa tràn lên vẻ đẹp nay lộng lẫy như lan tỏa trong không gian hương sắc của sử thi, của sư sông, khiến tà thứ vần quần quyến rũ đến tận cùng khát vọng, được trình diễn bởi các người đẹp du lịch trong cả nước.
cả nhà. Một lần nữa, xin mời quý vị sẽ cùng ngắm nhìn lại 30 mẫu áo dài trong bộ sưu tập thời trang Hương Sắc Cố Đô của nhà thiết kế Việt Hùng. Trong con mắt bạn bè thế giới từng đặt chân đến Việt Nam, dù chỉ một lần, thì nơi đây thu hút họ bởi những vẻ đẹp choáng ngợp về cảnh sắc non nước và một nền văn hóa lâu đời giàu bản sắc dân tộc. Từ khắp nơi trên mảnh đất này, bạn có thể thấy một màu xanh của cây trái và những ruộng lúa trải tràn từ thượng nguồn rừng núi ra tới cận bờ duyên hải. Những thế núi hình sông tạo thành những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ. Sớm nắng ửng hồng ló dạng đỉnh đầu, những ngôi chùa lưng trừng đỉnh núi, đường chân trời rạng rỡ với những mũi thuyền căng phòng rực rỡ rạng ngời, với rìa đất đai đầy màu sắc của 54 dân tộc người anh em là sự trù phú của thiên nhiên ban tặng cho những bờ biển và thềm lục địa đẹp nhất nhì thế giới. Trên đường thiên lý dọc theo giải đất hình chữ S là những kỳ quan thiên nhiên vô cùng kỳ thú cùng những di sản văn hóa độc đáo đã được tổ chức UNESCO ghi danh vào bản đồ di sản thế giới. Trong đó có quần thể danh thắng Tràng An đã được công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á. Có thể nói người dân Việt Nam đã may mắn được mẹ thiên nhiên ban tặng một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Vẻ đẹp bất tận của gấm vóc giang sơn ấy khiến mỗi người Việt đều có thể cảm thấy tự hào và thêm yêu quê hương đất nước này. Biển lặng lẽ sóng tràn.
dù dòng bao chưa bao giờ ngừng, mặc kệ khó khăn luôn chẳng giờ nào nhanh chờ ta bước về tương lai phía trước. Từ mong sáng chưa rồi mỗi đêm tự hào mỗi chúng ta là những đứa con nước Việt. Việt Nam nói chung đã có những bước tiến triển vượt bậc về thể thao của khu vực, châu lục và thế giới. Giữa phong trào thể thao cộng đồng năng động sôi nổi là những chiến thắng của Ninh Bình nhiều năm ở các giải vô địch quốc gia. Ninh Bình từng là nơi đăng cai nhiều sự kiện thể thao quốc gia, quốc tế. Ninh Bình đã và đang hòa cùng phong trào thể thao cả nước hướng tới những thành công của thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế. Tiếng súng Hoàng Xuân Vinh ở đấu trường Olympic đã khiến cả tinh cầu ngước nhìn quốc kỳ trang nghiêm trước quốc ca. Những sải đôi kình ngư ánh huyền làm sao động bao con tim năm châu. Những bước chạy siêu tốc, bước nhảy xa vượt giới hạn, vượt qua báo tuyết Thường Châu, đội tuyển U23 Việt Nam đã chiến đấu dũng mãnh để chạm đến ngôi vị Á quân châu lục. Tất cả đều hướng đến một Việt Nam phát triển, hội nhập và thân thiện. Chào, thấy trong ta tự hào,
còn kết cho ta sức may băng qua bao giờ. Tổ quốc đang kêu tên mình, tiếng núi sông đang rụng rã trong tim ta. Sóng cũng đang dâng trào, thấy trong ta tự hào, đoàn kết cho ta sức mạnh băng qua bao. Xin chào.